mọi người, bây giờ lại là Chia đây. Salon Chia nói một cái tiệm đó là shop tên là KT House. Nhưng mà cái này thì đã được bên TNT mua lại cái location này. Đây là cái location thứ 5 mà công ty bên TNT đưa cho công ty Uniplay của mình làm. Đây là một cái tiệm remodel nhé. Và yêu cầu của anh chị này là trong vòng 2 tháng á, là phải được design xong và tất cả những cái đồ decoration, furniture phải về tới. Bây giờ thì sẽ walk through mọi người đi như thế nào nhé. Đây là người chủ rất là đẹp trai, Phú sẽ hành đúng không? Sau thì các bạn thấy đây là cái concept cũ, họ có rất là nhiều hoa, rất là nhiều bông đúng không? Thì bây giờ mình sẽ thay đổi rất là nhiều thứ nhé. Sau thì cái quy trình mà để thiết kế một tiệm T-Zen á, lúc trước á, thì để lên concept á, thì nó tốn khoảng là từ 12 cho đến khoảng 15 ngày đó. Mà bây giờ mình đã có cái concept sẵn rồi thì có nghĩa là tất cả những tiệm của T-Zen khi vào á, sẽ được apply theo một cái phong cách mà đã chuẩn hóa về cái thiết kế vậy. Nên là thời gian thiết kế chỉ còn từ 5 đến 7 ngày thôi là xong hết. Các bạn hãy chờ đón cái thay đổi này trong thời gian rất là ngắn cùng với TJ và Uniplay trong cái hệ thống TNT Cà Sữa Franchise. Ok.